cho con biết được đường đi của Chúa. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Vì Ngài là Chúa cứu độ con, ngày ngày thân con trông cậy Ngài. Xin Chúa từ nhân nhớ lại tình thân của Chúa. Chúa ơi nhớ lại ân sâu tin nghĩa của Ngài. Xin Ngài dù thương nhớ lại tình yêu nhân ái, ân nghĩa xa khơi ngay từ muôn thuở muôn đời. Tội thời niên thiếu Chúa đừng ghi, vì Ngài thương từ nhân nhớ lại tình thân của Chúa. Chúa ơi nhớ lại ân sâu tình nghĩa của Ngài. Ôi Ngài công minh chính trực và luôn chỉ hướng, soi lối yêu thương cho người lỡ bước sai đường. Dìu người nghèo khó lối đường ngay, dạy người khiêm cung con đường ngay. Xin Chúa từ nhân nhớ lại tình thân của Chúa. Chúa ơi nhớ lại ân sâu tình nghĩa của Ngài. Một người kia có hai con trai, từ ban mai đã kêu sai đi làm vườn nho giúp cho cha hiền. Người đầu tiên nói con không đi, rồi từ suy nghĩ sau ra đi, dầu trời mưa nắng đâu ngại chi. Còn người anh đã con xin đi, vậy mà sau đó không thi hành, phụ tình cha đã tin cậy anh. Dù là Thiên Chúa uy quyền mà Ngài không khuyên duy trì, điều vì ngang hàng vinh xa Ngài trở nên trần, lại từ thân sống vâng lời bằng lòng chết nơi thâm hình. Nguyện cầu Thiên Chúa trên trời dạy lòng con sống vâng lời, trọn đời thi hành thiên ý. Dù đường đi nắng mưa tràn và gặp gian hằng sống trọn ý cha. Đừng làm chi nếu tâm ghen tương, hoặc làm chi nếu vương hư danh, vì yêu thương gắng luôn khiêm nhường. Đừng tìm chi ích cho riêng tư, mà tìm chi ích cho tha nhân, để được liên kết trong tinh thần, cùng hiệp nhất với Đức Kitô,
và cùng nhau sống trong thánh thần để hồng ân xuống cho phàm nhân. Dù là Thiên Chúa uy quyền mà Ngài không khuya duy trì địa vị ngang hàng vinh xa, Ngài trở nên giống nhân trần, Ngài từ thân sống vâng lời bằng lòng chết nơi thập hình. Nguyện cầu Thiên Chúa trên trời dạy lòng con sống vâng lời trọn đời thi hành thiên ý. Dù đường đi nắng mưa tràn và gặp gian khó vô vàn, nguyện hằng sống trọn ý cha. Từ thời xưa Chúa sai tiên tri truyền cho dân gắng luôn ghi tâm lệnh truyền ban chớ đi sai lầm. Người công minh nếu không trung trinh lòng đổi thay sống trong mê say thì hậu lai sẽ mau tan phai. Còn tội nhân nếu mau ăn năn mọi điều dặn Chúa nay thi hành thì ngày mai sống an lành luôn. Dù là Thiên Chúa uy quyền mà Ngài không khuya duy trì địa vị ngang hàng vinh xa, Ngài trở nên giống nhân trần, Ngài từ thân sống vâng lời bằng lòng chết nơi thập hình. Nguyện cầu Thiên Chúa trên trời dạy lòng con sống vâng lời trọn đời thi hành thiên ý. Dù đường đi nắng mưa tràn và gặp gian khó hằng sống.